sinh tồn ngoài hoang dã. Có những lúc con vật phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tổ bối này đang bị một chiếc lưỡi dài hơn 30cm tấn công. Từng đàn mối bị liếm đi nhanh nhất có thể. Đó là chiếc lưỡi chết chóc của một con tê tê. Mối là món ăn ưa thích của nó. Nhưng chiếc lưỡi chưa là gì, bộ móng vuốt mới đáng sợ. Con tê tê bới nát tổ mối để được ăn nhiều hơn. Đàn mối hoàn toàn bất lực. Sau khi ăn no nê, con tê tê mới chịu rời đi. Hậu quả mà đàn mối gánh lấy vô cùng thảm khốc. Ngôi nhà của chúng bị phá nát. Ánh nắng lọt vào bên trong sẽ chết chết tất cả, trong đó có mối chúa. Bởi mối chỉ sống trong môi trường ẩm thấp. Ngay lập tức, toàn bộ mối thự được điều động ra bên ngoài, nơi bị hư hỏng. Chúng sử dụng nước bột, đất và phân để xây lại cái tổ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, điều tồi tệ thứ hai sắp diễn ra mà đàn mối này chưa hề hay biết. Kẻ thù số 1 của nó là một con kiến Metapele làm nhiệm vụ trinh sát đã phát hiện ra tổ mối đang hư hỏng. Đây là cơ hội tốt để kiến Metapele dẫn quân xông vào đánh chén tổ mối. Gã trinh sát này trên đường chạy về tổ báo hiệu đã để lại mùi hương đánh dấu đường đi. Chẳng bao lâu, gã trinh sát đã về đến tổ an toàn. Bên trong tổ tối tăm, tập trung nhóm kiến thợ sẵn sàng. Chưa đầy một phút, gã trinh sát tập trung một đội quân hàng nghìn con đi chinh chiến. Một đội quân được huấn luyện bài bản, coi trọng đội hình tấn công. Cách tổ mối 50cm, chúng dần dần dừng bước tiến. Thay đổi đội hình thành hình tròn. Con kiến ở trung tâm vòng tròn chính là gã trinh sát lúc trước. Chúng đang tích lũy sức mạnh, chờ đợi tập trung đông đủ. Khi tiến hành áp sát, loài mối đối diện vẫn chưa hay biết gì. Bởi những con mối thợ phụ trách xây dựng này lúc sinh ra đã bị mù hoàn toàn. Sau đó, gã trinh sát gửi pheromone tấn công đến tất cả đàn kiến. Đàn kiến tràn vào như vũ bão, quét sạch mối thợ ở tuyến đầu. Ngay miệng hang, mối lính nghênh chiến một mắt một con. Mối lính có hàm trên rất to khỏe, nhưng mối lính cũng bị mù bẩm sinh. Chúng chiến đấu bằng cảm nhận qua khứu giác và xúc giác. Phần đuôi của kiến Matapele mang nọc độc để chích. Với số đông áp đảo, tập kích bất ngờ cùng với việc tổ mối bị phá vỡ, quân đoàn kiến đã hờ gục toàn bộ mối lính. Sau đó, chúng chia thành tốp nhỏ vào hang bắt giết tất cả mối bên trong ra bên ngoài phân xác. Đây là chiến lợi phẩm sẽ được mang tất cả về tổ của kiến. Có một điều đặc biệt nữa là lực kiến Matapele rất trân trọng mạng sống của mỗi người lính. Chúng nắm giữ một phương pháp y thuật kỳ diệu có thể chữa trị vết thương cho đồng loại bị thương. Những con kiến này sau khi được điều trị sẽ tiếp tục chiến đấu. Những con bị thương quá nặng như mất hết chân, chúng sẽ không phát tín hiệu cầu cứu. Với cách thức sàng lọc như thế này giúp cho loài kiến bảo toàn lực lượng rất tốt. Cuộc tấn công lần này thu được nhiều thành quả, nhưng kiến Matapele cũng bị thương vong nặng nề. Những kiến lính bị thương này nếu không điều trị kịp thời, chúng sẽ bị nhiễm khuẩn trong đất, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Nhưng kiến Matapele là chuyên gia chữa bệnh. Chúng chỉ cần liếm qua liếm lại vết thương trên con kiến bị thương, chờ 24 giờ trôi qua là vết thương sẽ lành. Bởi trong nước bọt của chúng có chứa 112 hoạt tính kháng khuẩn và làm lành vết thương. Các nhà khoa học đã nghiên cứu được 50 hoạt tính chữa thương từ loài kiến này. Nếu vết thương của kiến lính quá nặng như nhiễm trùng, chúng sẽ tăng số lần liếm vết thương lên như là tăng liều lượng thuốc lên. Điều đó giúp cho kiến lính bị thương hồi phục tối đa 90%. Cuối cùng, kiến Matapele sẽ tiến hành nghi lễ quan trọng, chia thành quả thắng lợi. Một nghi lễ truyền đời truyền kiếp về cuộc chiến giữa hai nhà, kiến Matapele và mối trắng sẽ không bao giờ kết thúc. Còn với đàn mối, mái nhà nó chỉ còn lại những ụ đất hoang tàn. Một đàn mối đông đúc không còn một con sau hai trận đại nạn. Tất cả chúng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và tất cả đã sụp đổ hoàn toàn.